Kính thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có cơ hội lớn chứng minh tài năng tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 sắp tới. Chỉ cần gây ấn tượng tốt, ông xứng đáng được xem là giải pháp cho tương lai của U23 Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định chia tay sớm huấn luyện viên Troussier sau khi tuyển Việt Nam thua đậm Indonesia 0-3 ngay tại sân vận động Mỹ Đình, và đây là kết cục khó tránh sau khi huấn luyện viên người Pháp chịu vô số những áp lực từ người hâm mộ và giới truyền thông. VFF dù cố gắng kiên nhẫn nhưng họ không thể làm gì hơn khi tuyển Việt Nam thua đến 10 trên 11 trận gần nhất và gần như hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026. Chia tay huấn luyện viên Troussier vào thời điểm này rõ ràng là điều mà VFF không mong muốn, đơn giản vì họ phải thay đổi toàn bộ kế hoạch cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, giải đấu diễn ra từ giữa tháng 4 tới tại Qatar. VFF không có nhiều thời gian để lựa chọn và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trở thành phương án chữa cháy tốt nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cực kỳ giàu kinh nghiệm với các đội trẻ. Cho đến hiện tại, ông vẫn là người duy nhất giúp bóng đá nam Việt Nam giành vé dự World Cup với chiến tích của đội U19 Việt Nam tại giải châu Á 2016. Trong bảng hồ sơ của mình, cựu doanh thủ Khánh Hòa đã làm việc ở gần như mọi cấp độ trẻ của tuyển Việt Nam, từ U16 đến U23. Mùa thu năm ngoái, ông chính là người giúp U23 Việt Nam bảo vệ chức vô địch U23 Đông Nam Á đầy thuyết phục với đội hình không phải mạnh nhất. Ở thời điểm đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ giữ vai trò tạm quyền do huấn luyện viên Troussier bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính vì vậy, không ít người khấp khởi mừng thầm khi biết rằng ông được VFF trao ấn tín thay thế huấn luyện viên người Pháp. Họ hy vọng cái duyên của ông với U23 Việt Nam cũng như các đội tuyển sẽ tiếp tục phát huy tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 sắp tới. Nhìn theo hướng tích cực, đó chính là cơ hội để đánh vực được bóng đá Việt Nam. Sau một năm trải nghiệm với phương pháp làm việc được xem là hiện đại và theo đuổi triết lý kiểm soát mang đậm chất xu hướng của huấn luyện viên Troussier, VFF đã nhận ra được nhiều điều. Họ hiểu rằng thành công của một huấn luyện viên không được đảm bảo bằng quá khứ và sự phù hợp đôi khi quan trọng hơn kiến thức sâu rộng. Nếu huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể giúp U23 Việt Nam lập tức, điều đó sẽ được chứng minh lại một lần nữa, tùy theo màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải đấu châu Á sắp tới. Tương lai của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ được xác định, tuy nhiên giới chuyên gia sớm cho rằng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chính là giải pháp tương lai cho U23 Việt Nam, chứ không phải là giải pháp tạm thời. Lý do đầu tiên như đã nói ở trên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có kinh nghiệm phong phú với cầu thủ trẻ từ U16 trở lên. Rất khó tìm được chiến lược gia nào khác có mắt nhìn tài năng trẻ hơn chiến lược gia 56 tuổi này. Hơn nữa là vai trò huấn luyện viên trẻ nên được giao cho huấn luyện viên nội, những người có thể giao tiếp dễ dàng với các đơn vị chủ quản của các cầu thủ để tìm hiểu đánh giá toàn diện về họ. Trong thể thao thành tích cao, sợi dây liên kết giữa các đơn vị địa phương và đội tuyển quốc gia có ý nghĩa quan trọng. Trong bóng đá trẻ cũng vậy, huấn luyện viên như Hoàng Anh Tuấn không chỉ đánh giá được tài năng của các cầu thủ trẻ mà còn nắm bắt được tâm lý, tính cách của họ để sử dụng sao cho phù hợp. Lý do thứ hai, VFF cần nhanh chóng tính đến việc tách riêng đội U23 và đội tuyển quốc gia. Về lý thuyết, một huấn luyện viên cầm cả hai đội tuyển này sẽ giúp họ có cái nhìn tổng thể và không bỏ sót các tài năng trẻ. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Với việc các lứa trẻ Việt Nam ngày càng mạnh hơn và vươn ra tầm châu lục nhiều hơn, một huấn luyện viên sẽ không có đủ thời gian để đảm đương công việc ở cả hai đội tuyển. Chính huấn luyện viên Troussier đã từng 3 lần nhường đội U23 Việt Nam cho người khác vì không thể phân thân. Các nền bóng đá lớn ở châu lục từ lâu đã phân định rạch ròi hai vị trí này. Tại Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia cũng đã tách riêng đội U23 và tuyển quốc gia. Điều đó giúp huấn luyện viên tuyển quốc gia tập trung hơn, có nhiều thời gian hơn cho công việc chính của họ. Hơn nữa là sự phát triển của đội tuyển trẻ cũng sẽ hứa hẹn được đồng bộ, công bằng hơn. Thất bại của huấn luyện viên Troussier đến một phần từ việc ông vội vàng trẻ hóa đội hình. Nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên người Pháp thiên vị các học trò trẻ, những người ông từng làm việc cùng trước đây ở đội tuyển U19 Việt Nam. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến phòng thay đồ và dẫn đến những lùm xùm không đáng có ở xung quanh các quyết định của huấn luyện viên Troussier. Những nguy cơ này sẽ biến mất khi đội U23 và tuyển Việt Nam có huấn luyện viên riêng, làm việc theo tinh thần hỗ trợ cho nhau. Không chỉ tránh đốt cháy giai đoạn phát triển của các cầu thủ trẻ, các huấn luyện viên chuyên trách sẽ hiểu rõ mục tiêu của mình hơn. Huấn luyện viên trẻ được quyền bỏ qua thành tích để tích lũy kinh nghiệm cho học trò, trong khi huấn luyện viên đội tuyển thì không. Sau cùng, đội tuyển Việt Nam vẫn cần thành tích tốt song song với bất cứ một cuộc cách mạng lối chơi hay triết lý nào. Bên cạnh lựa chọn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là một cái tên mà nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến phản đối việc nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại làm thuyền trưởng tuyển Việt Nam trong bối cảnh như hiện nay. Theo người hâm mộ, tuyển Việt Nam chỉ còn 2 trận cuối ở vòng loại thứ 2 World Cup và không có nhiều cơ hội đi tiếp. nên huấn luyện viên tạm quyền không nhất thiết phải là ông Park mà có thể sử dụng huấn luyện viên nội cũng được. Người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào ông ấy. Người này cho rằng thời vàng son của ông Park đã qua rồi và khó lấy lại được. Một người khác nhấn mạnh rằng đừng quá cuồng ông Park. Ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, dù có lứa cầu thủ như mơ, nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị người Thái dùng đội hình B đánh bại. Người này cho rằng nên trao cơ hội cho huấn luyện viên nội. Điều này không những hợp lý mà còn hợp kinh tế. Trong khi đó, một người hâm mộ khác lại cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ không nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam để bảo vệ uy tín. Phải công tâm nhận định rằng lứa cầu thủ dưới triều đại huấn luyện viên Park đã mất phong độ, trong khi cầu thủ trẻ lại chơi thiếu ổn định. Tư duy chiến thuật của ông Park không đa dạng, ít có yếu tố gây bất ngờ cho đối phương, và ngoài ra nếu trở ngại, áp lực dành cho ông ấy cũng đã rất lớn. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đang ở Việt Nam và đang làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC. Trong ngày Bắc Ninh FC xuất quân, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ những điều thú vị cũng như mục tiêu của ông khi nhận lời làm cố vấn cho đội bóng này. Trước câu hỏi về việc liệu có thể tái xuất dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay huấn luyện viên Troussier hay không, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cười và nói cảm ơn. Trước khi huấn luyện viên Troussier thôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đăng thông điệp đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân rằng mọi thứ đầy hứa hẹn khi mùa xuân đến, chú gấu sau giấc ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình. Ông Hoàng Anh Tuấn ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia từ 2022 đến nay. Sau đó, ông Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt đội U20 Việt Nam vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan tháng 5 năm 2023. Gần nhất, ông Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt U23 Việt Nam xuất sắc lần thứ 2 đoạt ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết hồi tháng 8 năm 2023 tại Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng được biết đến là huấn luyện viên đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào top 4 tại giải U19 châu Á 2016, qua đó cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út trở thành 4 đại diện xuất sắc của châu Á, đoạt vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017. Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới đây, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Ở hai lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2024 tới. Ngày 8 tháng 4, đội lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ sát một trận với đội tuyển U23 Jordani vào ngày 10 tháng 4. Qua đó hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường U23 châu lục. Trước đó, để chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tập trung, tập huấn song song với đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days từ 2023 đến nay. Mới đây nhất, trong dịp FIFA Days tháng 3 năm 2024, U23 Việt Nam đã được tập huấn tại Tajikistan và thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển U23 Tajikistan với kết quả thắng 1-0 lượt đi và hòa không đều ở lượt về. Thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.